Và đến tận Tết vừa rồi em cũng không có ăn Tết. Là Tết vừa rồi là vẫn để cùng ekip để làm ra cái sản phẩm mà vừa rồi quý vị khán giả xem. Hồi xưa Phúc từng nói là ao ước là sau này sẽ lấy được chị Tăng Thanh Hà đúng không? Còn bây giờ Không, em có chia sẻ là cái hồi đó hồi nhỏ lắm. Vì sao? Là vì nhỏ mà đến mức là từ cái hồi mà em xem phim phim Út Nhỏ ấy chị, là cái phim đấy rất là lâu rồi. Tại vì mà đến thời điểm hiện tại em vẫn vô cùng là hâm mộ chị Tăng Thanh Hà. Em hâm mộ đến mức là em xem mọi hình ảnh của chị, và xong rồi em xem mọi story của chị, xem những cái món ăn chị nấu. Ý là dừng lại cái mức hâm mộ ấy chị, tại vì bây giờ mình lớn rồi thì mình sẽ không có gọi là nói linh tinh được như ngày hồi nhỏ. Thì đó là cái mong muốn gọi là hồi nhỏ mình kiểu chưa biết gì thì mình thấy như thế. Vì sao? Là vì mình rất là hâm mộ họ đó. Còn đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn là không có cái chuyện đó rồi. Vẫn, nhưng mà chắc chắn là em sẽ rất là hâm mộ chị Tăng Anh Hà. hay là có bao giờ nghĩ tới chuyện mà mời chị Tăng Thanh Hà đóng MV không? Thực ra thì em nghĩ rằng là cái chuyện đó sẽ không có thể xảy ra được. Sao vậy? Chứ nếu mà cái điều đó xảy ra thì em vô cùng gọi là biết ơn và rất là trân trọng điều đó luôn. Bà Hương Giang từng nói Phúc là người với giới tính thứ năm, là một Dạ. người chỉ yêu công việc và toàn tâm, Yêu toàn fan của ý mình. về công việc như vậy. Thì Phúc có thấy cái điều đó đúng không? Và như vậy có giống như là cô Mỹ Tâm không? Chị nói em mới thấy đúng ha. Chị, hôm qua em có trả lời phỏng vấn rằng là thứ nhất là em vẫn đang single và em chả có tìm hiểu cái gì, mà một phần nữa rằng là em làm việc nó quá là nhiều, và cũng như là cái tâm trí em tập trung cho cái công việc nó quá là nhiều đến nỗi rằng là em cũng không có để ý đến cái việc đó luôn. Cái ví dụ điển hình là trong cái khoảng thời gian gần đây luôn, là từ khi mà em làm ngày đầu tiên trước cả đó luôn, đầu óc của em lúc nào cũng là quanh quanh quẩn quẩn để sản xuất ra cái sản phẩm đó. Và đến tận Tết vừa rồi em cũng không có ăn Tết. Là Tết vừa rồi là vẫn để cùng ekip để làm ra cái sản phẩm mà vừa rồi quý vị khán giả xem. Thế nên là trong lúc đó cũng rất là có người tấn công chứ đùa đó. Thế nhưng mà Sao sao mình sao? vô tình mình bị quá là bận, mình quá là ấy, nên là mình bỏ lỡ hết tất cả Nhưng mà có khi sau này mình đó. sẽ hối tiếc không ta? Thì bây giờ chị hối tiếc thì chắc chắn, nếu mà có cái sự đó thì mình phải chịu thôi chứ sao rồi, đúng không? Nhưng mà Phúc hát nhạc tình yêu đúng không? Mọi người đều công nhận hát nhạc tình yêu rất hay. Thì Phúc có nghĩ là nếu như mà mình có một mối tình nào đó thì nó sẽ làm đặc sắc hơn cho cái âm nhạc của mình không? Em còn nghĩ như vậy đó. Lao vào yêu thôi, ngại gì? Em có một cái quan điểm mà khác với chị Hòa với Rick, là đó là cái lý do mà Hòa với Rick hay nói em rất là khó tính trong tình yêu. Là vì sao? Là vì em không dễ gọi là quá là cởi mở trong cái chuyện đó, trong chuyện tình yêu. Em thích đi tấn công ta hay là em thích bị tấn công? Nếu mà chị thì chị sao? Người ta tấn công chị. Rồi xong À rồi chị ok không ok nhấn nút thôi. Còn còn à còn em là sao? Em thích đi tấn công người người đi săn hay là em thích người bị săn? em thích là em là người đi săn, nhưng mà săn cái người cũng thích mình đó. Ý À, là mình được đáp lại á đó. nhưng mà thế là phải lót chứ đâu phải là dễ gặp đâu đúng không nè, Đúng tại rồi, vì mỗi người một cá tính khác nhau đúng mà. rồi. Còn nếu như mà chuyện cô Mỹ Tâm mà lấy chồng thì Phúc Phúc thấy sao? Trời ơi, em chắc là em sẽ vui mừng kinh khủng khiếp luôn. Vậy đi Khi đi 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 mừng cưới bao tiền? trời, Rồi. nói sao đấy, chị lại hỏi mấy cái đấy linh tinh quá. Nói chung là lúc đấy thì em chỉ biết rằng là rất và vô cùng hạnh phúc cho cô, và hạnh phúc vô cùng là lúc đó em sẽ phải có mặt mà ở Hát tất bài cả gì? mọi Hát lễ. bài gì? Nếu mà cô cho em hát thì cô muốn em hát bài gì em hát cả trăm bài cũng được. Em hát từ sáng đến đêm, từ đêm đến sáng luôn.